sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Vì sao nên mua VinFast Lux ngay lúc này? VinFast đang trở thấy hình ảnh của một doanh nghiệp vì người tiêu dùng khi đưa ra một loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn giúp cho việc sở hữu xe sang chưa bao giờ dễ dàng như thế. Trong tháng cuối năm 2019, VinFast công bố hai chương trình ưu đãi chưa từng có mang tính đột phá trên thị trường dành cho khách hàng mua xe VinFast Lux. Những món quà trị giá hàng trăm triệu đồng không chỉ được dành cho những khách hàng mới mua xe mà cho cả những khách hàng đã mua hoặc đặt cọc từ đầu năm. Miễn phí lãi vay trong 2 năm đầu tiên cho khách hàng mới. Từ đầu tháng 12 năm 2019, VinFast đã công bố chương trình siêu ưu đãi tài chính hỗ trợ khách hàng mua xe VinFast Lux trả góp qua ngân hàng. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị xe, 70% còn lại được thanh toán dưới hình thức trả góp với các ưu đãi như sau. Để mua một chiếc VinFast Lux A2.0 phiên bản tiêu chuẩn giá 1,099 tỷ đồng, khách hàng chỉ cần thanh toán 329,7 triệu đồng ban đầu, tương ứng với 30% giá trị xe. Trong 2 năm đầu tiên, số tiền cần chi trả là 7,5 triệu đồng trên một tháng chính là tiền gốc vay. Kể từ năm thứ 3, mỗi tháng khách hàng phải trả tối đa 11,1 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi vay. Tương tự với mẫu SUV VinFast Lux SA2.0 bản tiêu chuẩn, số tiền thanh toán ban đầu khi mua xe là 459 triệu đồng. Trong 2 năm đầu tiên, tiền gốc vay hàng tháng phải trả là 10,5 triệu đồng. Kể từ năm thứ 3 trở đi, số tiền cần chi trả bao gồm cả gốc lẫn lãi mỗi tháng tối đa là 15,4 triệu đồng. Như vậy, số tiền khách hàng có thể tiết kiệm được trong 2 năm đầu trả góp Lux SA2.0 tiêu chuẩn là 117,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, nếu như lựa chọn phương án thanh toán 100% và không vay ngân hàng, khách hàng mua xe VinFast Lux sẽ được tặng một voucher với tổng giá trị bằng 13% của xe. Voucher có thể sử dụng để thanh toán khi khách hàng mua nhà tại Vinhomes hay mua xe VinFast cho bản thân hoặc vợ, chồng, con ruột. Voucher cũng có thể quy đổi thành điểm VinID với giá trị tương đương để sử dụng cho các dịch vụ khác của Vingroup. Hạn sử dụng voucher là 6 tháng kể từ ngày phát hành cho khách hàng. Đây là chính sách hỗ trợ đặc biệt hấp dẫn mà VinFast dành tặng cho khách hàng, với mong muốn giúp người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội sở hữu ô tô thương hiệu Việt với mức giá và chi phí tối ưu nhất. Tặng quà trị giá cả trăm triệu đồng cho khách hàng cũ. Món quà tri ân lên đến 200 triệu đồng mà VinFast công bố dành tặng cho các khách hàng tiên phong đã mua hoặc đặt cọc hai dòng xe Lux từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 30 tháng 11 năm 2019 và cam kết nhận xe trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã khiến cả thị trường phải xôn xao. Voucher tặng khách hàng có giá trị tương đương tiền để thanh toán khi mua nhà Vinhomes trên toàn quốc hoặc mua xe VinFast mới cho bản thân hay vợ, chồng, con ruột của khách hàng. Voucher này cũng có thể quy đổi thành VinID, hạn sử dụng đến 31 tháng 5 năm 2020. Ngoài ra, giá xe VinFast vẫn được áp dụng chính sách giá 30 là giá không bao gồm chi phí tài chính, không bao gồm chi phí khấu hao và không lợi nhuận. Mức giá mà hãng xe Việt đang áp dụng là 30 cộng thêm ưu đãi, đồng nghĩa với đó là hãng đang phải chịu lỗ tới hàng trăm triệu đồng trên mỗi chiếc xe bán ra. Mục tiêu của VinFast là mang đến cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm tốt, chất lượng cao với chi phí tối ưu. VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 đều được trang bị hộp số tự động 8 cấp, động cơ 2.0 lít, 6 túi khí, hệ thống âm thanh tối đa 13 loa. Với các công nghệ an toàn hàng đầu như chống bó cứng phanh, phân phối lục phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Hai mẫu xe này đã được tổ chức đánh giá xe mới uy tín thế giới Asian NCAP xếp hạng 5 sao về độ an toàn, mức cao nhất dành cho một mẫu ô tô. xaluan.com.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đăng ký trải nghiệm miễn phí, lái thử xe VinFast, tư vấn các dòng xe VinFast Fadil, VinFast Lux A2.0, VinFast Lux SA2.0. Nắm bắt ngay cơ hội sở hữu chiếc VinFast ưu việt tại thời điểm mức giá và khuyến mãi tốt nhất. Link đăng ký nằm trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này.